Các con vợ nghe rõ trả lời. Alo, alo. Các con vợ nghe rõ trả lời nhá. Anh ơi, lấy vợ đi. Em ta đã thành gia đình rồi. Em đừng lo, anh tự biết trách nhiệm với em. Anh sẽ luôn bên em cho dù thế nào. Ở trong ta sẽ mãi chung nhà. Cảm ơn em đã tin anh bao năm qua. Anh sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ lấy em. Trong tương lai của chúng ta, cho dù gái trai thì bao nhiêu hạnh phúc ấy chẳng gì so sánh bằng. Này cảm ơn nhé vợ ơi, này cảm ơn nhé vợ ơi. Em bên anh dù bao nhiêu khó khăn, em vẫn đang chẳng lời thơ. Xem bói thì phải đeo kính. Cảm ơn em đã tin anh bao năm qua nghe vương. Anh sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ lấy em. Trong tương lai còn chúng ta, cho dù gái trai thì bạn yêu anh phục anh chẳng gì so sánh bằng. Này cảm ơn nhé vợ ơi, này cảm ơn nhé vợ ơi. Em bên anh dù bao nhiêu khó khăn, em quan tâm trả lời thơ than. Này cảm ơn nhé vợ ơi, này cảm ơn nhé vợ ơi. Bao yêu thương dành cho em bao nhiêu khó khăn, em quan tâm trong lời thơ than. Này cảm ơn nhé vợ ơi, này cảm ơn nhé vợ ơi. Bao nhiêu thương dành cho em cả thôi, anh sẽ chắc chắn cho em được vui. Sự mà. Cảm ơn mọi người. Ngamen lima. Là cái gì? Chị ơi, gút không? Gút. Gút à? Không rồi. À ok, tưởng không gút vổ phát. Gút.